11 giờ 50 phút ngày 21 tháng 3 năm 1999, đội H88 phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố, bắt Nguyễn Thị Huyền, nổ phát súng đầu tiên mở màn chuyên án 198M. Từ đây, lực lượng công an thành phố từng bước bóc gỡ, đưa ra ánh sáng, đường dây vận chuyển ma túy khủng do nữ quái Nguyễn Thị Hà, tức Hà Ba Tê cầm đầu. Vào lúc 11 giờ 50 ngày 21 tháng 3 tại Bến Phà, Khỏe, về phía huyện Tiên Lãng. Lực lượng trinh sát đội H88, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố, đã bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1978, trú quán tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Trân, đang vận chuyển một gói nhỏ heroin. Theo lời khai ban đầu của Huyền, số heroin là của mẹ đẻ Nguyễn Thị Hà, tức Hà Ba t Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Hà Ba Tê và chồng là Nguyễn Hữu Khánh tại xóm 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, cơ quan công an đã thu giữ được một số tăng vật thuộc dạng khủng lúc đó, bao gồm hai bánh heroin, 44 lọ nước sái thuốc viện, 40 triệu đồng tiền mặt và ngân phiếu, nhiều kim tiêm cùng một lượng lớn vàng thỏi, dây chuyền, nhẫn, tóc giả và một xe máy Dream. Khi ổ nhóm của đôi vợ chồng này bị triệt phá, người dân nơi Hà Ba Tê ở vô cùng phấn khởi, vui mừng. Hà Ba Tê là ai? đã gây ra tội ác gì mà mỗi lần nhắc tên có thể thu hút sự chú ý của nhân dân thành phố như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tối ngày hôm nay thì tạm thời rời xa những câu chuyện dài, những tác phẩm, những tiểu thuyết dài kỳ thì chúng ta cùng Quỳnh Duy theo dõi câu chuyện về chân dung một bà trùm đất Hải Phòng, Hà Ba Tê. Lúc nhỏ Nguyễn Thị Hà thường ra chợ Cát Bi giúp bố mẹ bán bà Tê. Chính vì thế biệt danh bà Tê dần dần gắn với Hà từ đó. Ra chợ, Hà va chạm với đủ thành phần xã hội và được tiếp xúc với thói hư tật xấu của đám thanh niên tròi tròi. Được thời gian, Hà đã rất giỏi trò hành nghề hai ngón. Lúc đầu mọi người trong chợ mới chỉ nghi ngờ. Sau này khi đã biết, mỗi khi mất tiền, nhiều người đã đến nói thẳng với bố mẹ Hà nhiều lần bị mọi người đến mắng vốn bố mẹ, biết không thể hoạt động được tại khu vực chợ Cát Bi nữa, Hà Ba Tê dạt lên khu vực vườn hoa nhà kèn để phát nghề dậm chân bóc túi. Ở đây thì được tiếp xúc học hỏi nhiều mánh khóe thủ đoạn của giới anh chị. Với tuổi đời 18 đôi mươi, Hà không biết tới chữ sợ là gì. Bị bắt nhiều lần, thì không biết trởn tay, thậm chí là rất ngông nghênh coi trời bằng vung để rồi một ngày, cơ quan công an chính thức thông báo với bố mẹ Hà đưa con gái ông bà đi tập trung cải tạo tại trường Xuân Nguyên cũ. Ra khỏi trường Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hà về nhà tại Cát Bi. Việc đầu tiên Hà Ba Tê làm là lấy chồng. Chồng thị tên là Long. Dù phú quân không đẹp trai như mẫu người Hà Ba Tê mong đợi, nhưng lại rất đâm đầu ý hợp trong các hoạt động phạm tội. Cặp đôi Long Hà hoành hành ở chợ Cát Bi nổi tiếng một thời. Sau một lần hành sự, Long bị bắt phải vào tù. Trong trong lao tù, đứa con gái mới hết ấm ngửa chưa được bao lâu, Hà Ba Tê đã vội ngã vào vòng tay người đàn ông khác tên là Điền ở khu Lê Trần. Theo tình nhân mới, Hà và con về sống tại xóm Liều, đường tàu Mê Linh. Để mưu sinh, cả hai hành nghề tiêu thụ đồ trộm cắp, tiếp đó là tổ chức dẫn dắt mại dâm. Năm 1981-1982, Hà Ba Tê tiếp tục có chửa, thì người tình lại phải vào tù bế con gái đầu lòng và vác cái bụng to vượt mặt. Hà Ba Tê về ở xóm liều ngõ cấm. Tại đây, vẫn chứng nào thật đấy, thì môi giới các cô gái làng chơi, bán thân thu tiền. Năm 1984, Hà Ba Tê và đồng bọn bị bắt. Lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước, do đang trong thời gian nuôi con nhỏ và có bầu, Hà được tạm tha. Về, Hà Ba Tê càng ngây ngang hơn, tiếp tục hành nghề môi giới mại dâm. Lúc này, chồng cũ hết hạn thù, thì liền quay lại với Long. Vừa mới nhìn mặt con được ít bữa, Long đã phải quay lại trại giam để trả giá cho những việc làm sai trái. Trong một lần tiếp tế cho chồng, Hà đã gặp và bén duyên với Nguyễn Hữu Khánh. Năm 1989, từ xóm 8, xã Dư Hàng Kênh, đôi vợ chồng mới Hà Khánh truyền đến ở xóm 1, xã Vĩnh Niệm, trên đất bố mẹ đẻ của Khánh. Lập nghiệp tại đất bố mẹ chồng, đôi vợ chồng này nhanh chóng biến ngôi nhà trở thành tụ điểm mua bán dâm một cách công khai, gây bức xúc trong nhân dân. Năm 1990, Công an xã và chính quyền địa phương đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang hành lạc trong nhà Hà. Ấy vậy mà đôi này coi đó là chuyện nhỏ. Ngựa quen lửa cũ, vợ chồng Hà vẫn tiếp tục lén lút tổ chức hoạt động. Làm ăn bất lương, trong thời gian ngắn, vợ chồng Hà Ba Tê thu được nguồn lợi rất lớn, liền tậu đất, xây nhà. Khi sở hữu nhiều tài sản khủng, chúng bắt đầu sợ. Để che mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, Hà Ba Tê tung tin Khánh đi buôn gỗ, còn mình giờ mở quán cơm và gội đầu ở xã Đảng Lâm. Nhưng thực chất vợ chồng Hà đang cố gắng giấu diếm hành vi mua bán ma túy trái phép và tổ chức mua bán mại dâm. Sẵn tiền trong tay, Hạ còn mua đất, xây tiếp ngôi nhà gồm hai phòng rộng làm quán karaoke và mua một căn nhà khác trong ngõ đồng bún, thỉnh thoảng mới về xóm 1 xã Vĩnh Niệm. Năm 1997, rồi năm 1998, Hà Ba Tê ầm ầm mở rộng kinh doanh. Thị mua thêm và thuê một loạt căn hộ ở mặt đường Thiên Lôi, trương lên các tấm biển karaoke, gội đầu. Nhưng đó chính là những tụ điểm trá hình cho các hoạt động ma túy mại dâm. Để phục vụ những tượng đế yếu bóng bía, thì còn mở một số tụ điểm kín đáo khuất nẻo sâu trong xóm. Dù đã cẩn trọng hơn, kín đáo hơn trong hoạt động phạm tội, nhưng vậy thưa không thể che được những tội lỗi của cặp vợ chồng này nhất là Hà Ba Tê. Tất cả hoạt động phạm pháp đó đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an, nhất là đội H88, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố. Đặc biệt sau sự kiện, Hà tranh cãi với gia đình hàng xóm. Có một chi tiết, Hà ôm thúc viện vượt tường chạy trốn công an đã nhanh chóng được các trinh sát đưa vào bộ nhớ và làm cơ sở để bắt đầu mở chuyên án đấu tranh. Hơn 3 tháng dòng dã, ăn trực nằm chờ, dầm mưa, dãi nắng, thu thập thông tin về hoạt động phạm tội của Hà Ba Tê cũng như những đối tượng liên quan. Các thành viên ban chuyên án đều phải lắc đầu ngao ngán trước những mánh khóe của thị. Những ngày rong ruổi ở các bến tàu, bến xe, Hà Ba Tê thấy dân tài xế đường dài thường có nhu cầu tìm em út để vui vẻ. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, thì tổ chức môi giới luôn. Vợ chồng Hà nhờ chiến hữu tìm cách lừa gạt dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ đưa ra thành phố ép bán dâm một phần khác thì sẵn lòng giúp những gái bán hoa tìm khách chia phần trăm hà ba tê rất biết cách thân hạ cho các em út thì yêu cầu tất cả phải ăn mặc giản dị lúc nào cũng phải bẽn lẽn e thẹn hà ba tê còn bày cho họ chiêu cắn đầu ngón tay lấy máu giả làm trinh tiết khi khách biết nhưng mà cháu đã múc lại không muốn rắc rối đành ngậm đắng nuốt cay móc hầu bao trả tiền sau một thời gian hà ba tê phát hiện kinh doanh ma túy cực kỳ có lãi lòng tham vô đáy hà ba tê bắt đầu lấn dân sang lĩnh vực này biết cái giá phải trả rất cao thậm chí là cả mạng sống thì vô cùng thận trọng trước ngang ngược bao nhiêu giờ hà ba tê kín đáo bấy nhiêu sử dụng mọi chiêu thức để che đậy thì biến nhà thành lô cốt bất khả xâm phạm với nhiều lớp cửa hàng rào gắn đầy mảnh chai thủy tinh cẩn thận hơn hà còn nuôi cả một đàn chó dữ sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ để đảm bảo Hà Bá Tê hạn chế sử dụng người ngoài mà nuôi kéo cả chồng con mình vào cuộc. Đặc biệt lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước, thì liên tục sử dụng thủ đoạn chừa để nhằm trâu nán. Chưa đầy 10 năm, Hà Bá Tê đã có hai đời chồng, một tình nhân và năm người con. bằng những chiêu thức như vậy, Hà Bá Tê cùng chồng đã mạnh dạn đánh hàng lớn từ các tỉnh tây bắc về Hải Phòng tiêu thụ, cung cấp cho nhiều địa phương khác. song song với đó là duy trì kinh doanh dịch vụ mát mẻ. Từ hàng tập tài liệu giải cộp về các phi vụ làm ăn của nữ quái, chuyên án 198M được xác lập. Trưa ngày 21 tháng 3 năm 1999, trinh sát đội H88 phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố mở màn đã thành công bắt Nguyễn Thị Huyền, con gái của Nguyễn Thị Hà, tại Bến Phà Khuề, khi đang trên đường vận chuyển heroin. 15 giờ ngày 21 tháng 3 năm 1999, các trinh sát tiếp cận 3 vây nhà hà 3 t tại Thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải tuy nhiên đôi vợ chồng không có ở nhà. Mất hút đối tượng cầm đầu, đường dây lớn. Xong trong quá trình làm án và truy xét nhanh, Huyền, các trinh sát đội H88 biết chắc trong nhà Hà Ba Tê đang tàng trữ ma túy. Lúc này câu hỏi khó đặt ra cho ban chuyên án. Làm thế nào bắt được đối tượng chính? Làm sao thu được toàn bộ tăng vật? Hàng loạt mỗi trinh sát vẫn chờ lệnh. Trong khi hai mũi giám sát nhà Hà và nhà Huyền phải căng mình theo dõi từng động thái, thì các mũi trinh sát còn lại vô cùng khẩn trương cùng công an quận Lê Trân Công an huyện An Hải chốt chặn, đón lõng, lần tìm, nhưng Hà Ba Tê vẫn mất hút. Để đảm bảo tiến trình phá án cũng như bảo toàn số tăng vật, 18 giờ cùng ngày, ban chuyên án quyết định phải khám đối tượng. Không phụ sự chờ đợi và vất vả của từng thành viên, cơ quan công an đã thu được hai bánh, 44 lọ nước sái thuốc, 40 triệu đồng tiền mặt và ngân phiếu cùng nhiều tăng vật có liên quan. Sau khi khám nhà đối tượng xong, trù ma túy lặn càng kỹ, không chút sủi bọt, Trước tình hình đó, giám đốc quan thành phố đã chỉ đạo phải tập trung trí tuệ, lực lượng, quyết tâm bắt bằng được Hà Ba Tê. Nhân chỉ đạo, ngoài việc đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác về đối tượng, các trinh sát đội H88 nhanh chóng dựng lại hàng trăm mối quan hệ của nữ quái. Thành viên ban chuyên án nhận định, vì cái giá phải trả quá đắt, Hà sẽ trốn, ẩn náu thật kỹ, không thể nương nhờ vào trên hữu được. Một kế hoạch truy bắt Hà Ba Tê rất công phu được ban chuyên án vạch ra với mục tiêu đưa đối tượng vào thế bị động để đón lõng thành công. Qua thời gian ngắn phát động, các trinh sát nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến đối tượng. Bất luận nhận được tin tức gì, lực lượng trinh sát lập tức đến xác minh ngay, thậm chí là mời hợp tác nhầm. Sau một thời gian lật tung từng địa bàn, đến những chỗ Hà Ba Tê có thể lần trốn, tất cả thành viên đội H88 đồng lòng đưa ra kết luận. Hà Ba Tê không thể nấu được tại Hải Phòng, thì sẽ bùng đi tỉnh ngoài, tìm một nơi mai ra ngẩn tích. Vậy Hà Ba Tê rời khỏi Hải Phòng bằng phương tiện gì? Đi đâu? Về đâu? Cùng với ai? Câu hỏi đang bỏ lửng thì trong hàng trăm tin tức về Hà Ba Tê được truyền về có một thông tin vô cùng đắt. Ngày 25 tháng 3 năm 1999, có người nhìn thấy một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, có nhận dạng rất giống với vợ chồng Hà Ba Tê cùng một thanh niên, một bé gái đứng dìa đường bên kia cầu An Dương, vậy taxi và cả nhóm người đã lên xe đi mất. Có điều không hiểu người phụ nữ trong nhóm ấy có đúng là Hà Ba Tê hay không thì vẫn chưa biết. Tất cả thông tin về các xe taxi ra khỏi địa phận Hải Phòng ngày 21 tháng 3 năm 1999 nhanh chóng được trinh sát xác minh. Trong đó nổi lên trường hợp 19h30 ngày 25 tháng 3 năm 1999, một chiếc taxi của hãng Việt Phương có chở nhóm người rời khỏi Hải Phòng. Đáng chú ý, người phụ nữ có nhận dạng rất giống với Hà Ba Thê. Không khó để tìm ra người lái xe taxi của công ty Việt Phương. Khi trình sát đưa ảnh, người lái xe chắc chắn đó chính là Nguyễn Thị Hà vì chính thị đã rút tiền đưa cho anh. Người lái xe taxi còn cho biết thêm, gia đình này mang theo rất nhiều túi sách, địa điểm đến là Phú Cờ, tỉnh Hưng Yên. Khi đến khu vực tỉnh Hưng Yên, nhóm người này yêu cầu xuống xe. Địa điểm dừng ở giữa một bên là cánh đồng, một bên là bờ đê cầu Triều Dương, thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, qua sông là đất Thái Bình. Từ những chi tiết này, trinh sát lần lại hồ sơ, dựng lại mối quan hệ làm ăn trong giới của Nguyễn Thị Hà, qua đó phát hiện. Tại khu vực giáp danh này thì có ba mối quen biết, làm ăn, ở phố Xuôi, Thái Bình và một điểm giao hàng tại huyện Tiền Lữ. Với thông tin được xác định, bàn truyền án nhanh chóng cờ tổ công tác lên đường lần theo dấu vết của các đối tượng bắt đầu hành trình giật đuổi. Đúng 22 giờ ngày 2 tháng 4 năm 1999, dù đã muộn, trinh sát đội H88 vẫn lên đường. Đến đây, với sự trợ giúp tích cực của công an tỉnh Thái Bình và Hương Yên, ngay trong đêm, các thành viên tổ công tác đã bí mật xác minh những chỗ thân tình của Hà Ba t qua đó, các trinh sát đã thu được tin tức vô cùng quan trọng. Đêm 25 tháng 3 năm 1999, có vài người tay sách lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ có đến nhà một phụ nữ. Nói chuyện được giam ba câu, người này đã dẫn họ sang nhà em họ tá túc qua đêm. Lần được đến địa chỉ mà nhóm người nghỉ qua đêm, các trinh sát nhận tin họ đã bắt xe ôm đi đâu không rõ. Tiếp tục tìm người lái xe ôm, anh này cho biết đúng là có chở một nhóm người chạy quãng đường dài 20 km, nhưng đến quốc lộ 1 thì họ xuống xe đi đâu không rõ. Do theo hành trình người xe ôm chỉ dẫn, tổ công tác đến được địa điểm mà nhóm này dừng ở quốc lộ 1. Khi nhìn ảnh, trinh sát đưa Hà Ba T, người bán hàng nước cũng như những người dân xung quanh đều gật đầu xác nhận và khẳng định vợ chồng cô ta đã lên xe đi Lâm Đồng. Một lần nữa lại hụt, quay trở về cơ quan, các trinh sát nghiên cứu hồ sơ tài liệu một lần nữa do tìm từng dòng xem còn bỏ sót chỗ nào, có điểm nào chưa kịp tìm tới. Qua đó, cán bộ đội H88 đã tìm thấy 17 quan hệ còn động chưa sở tới. Riêng mảnh đất Lâm Đồng mà người bán nước nhắc tới đôi vợ chồng nữ quái này có tới hai điểm, một ở thị xã Bảo Lộc, một ở thành phố Đà Lạt. Đặc biệt, ở thị xã Bảo Lộc, Nguyễn Hữu Khánh có một người bạn tuổi Hàn Vi chơi rất thân với nhau. Người này vào Lâm Đồng lập nghiệp từ năm 1981, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Đang phần vân với câu hỏi, có phải cả vợ chồng Hà Khánh lặn mình vào tỉnh Lâm Đồng hay không? Bạn chuyên án nhận được tin, trong một lần nhậu ở đồ sơn ngà ngà say người đàn anh của hà ba t nhìn thấy hình cô em trên báo liền bột miệng nó đi trốn trên vùng núi xa lắc xa lơ công an có rời mà tìm Công tin này và một loạt biện pháp nghiệp vụ khác ban chuyên án đủ cơ sở lựa chọn thị xã bảo lộc tỉnh lâm đồng làm đích đến sau khi nghe ban chuyên án báo cáo tình hình giám đốc công an thành phố đã cử ngay một tổ trinh sát lên đường thực hiện kế hoạch bắt hà ba tê 16 giờ ngày mùng 2 tháng 4 năm 1999, tổ công tác của ban chuyên án lên đường. Tổ công tác đến Hà Nội thì chuyến tàu Bắc Nam chuẩn bị chuyển bánh. Nghe các anh nói, nhà ga tạo điều kiện giúp mua vé bổ sung ngồi. Gần 2 ngày ê ẩm trên tàu, 4 giờ ngày 14 tháng 4 năm 1999, tổ công tác xuống ga Tháp Tràm, thị xã Phan Rang, tỉnh Bình Thuận và tiếp tục bắt xe khách vượt chặng đường trên 200 km vào thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 8 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 1999, tổ công tác đến thị xã Bảo Lộc. Vừa đặt chân đến mảnh đất cao nguyên xinh đẹp, tổ công tác nhận được tin do căng thẳng, bệnh rối loạn tiền đình của Hà Tái Phát phải vào viện. Thế là một mũi trinh sát đã đi khắp các viện trong thị xã, nhưng tất cả đều là con số không tròn chỉnh. Mũi còn lại lần theo địa chỉ tìm đến nhà bạn thân của Nguyễn Hữu Khánh. Nhưng có điều trớ trêu, số nhà mà các anh cần tìm lại có hai căn, chỉ khác nhau chữ A và B. Thành ra mọi người luôn tấp thỏm, không biết đâu mới là nhà Hà Ba T có mặt. Nhà A cao 2 tầng, có vườn sâu rộng rãi ở phía sau là đại lý bia, nước ngọt. Còn nhà B thì cửa đóng im mìm. Nhỡ và mà không phải, đối tượng đánh thấy hơi sẽ cao chạy xa bay. Trình sát đang phân vân, thì trước cửa nhà B xịt đỗ một chiếc xe du lịch. Một số người xuống khuôn bác đồ. Hóa ra chủ nhân nhà này đang dục dịch dọn nhà. Trước tình hình dối như canh hẹn, các anh ngồi xuống tính toán lại một lần nữa ý kiến của từng thành viên được đưa ra và thống nhất không thể sơ xuất bởi vì chỉ cần sai một bước thì việc Hà Ba Tên lại mất tầm mất tích và trốn kỹ hơn nữa suy đi tính lại sau khi tìm hiểu thân thế người bạn của Nguyễn Hữu Khánh các trinh sát quyết định đến tìm gặp từ đây qua những lần trò chuyện vô thưởng vô phạt bằng vài động tác nghiệp vụ trinh sát đã biết được vợ chồng Hà Khánh có đến chơi nhà bạn trong đó đáng chú ý ngày 14 tháng 4 năm 1999, Nguyễn Thị Hà có vào thẩm mỹ viện ở thành phố Hồ Chí Minh để xẻ cằm, nâng má, làm lại mặt. Cuối cùng mọi việc đã được sáng tỏ. Thông tin đã chắc chắn, một phương án nhanh chóng được vạch ra để bắt gọn con cá to. Xác định được đôi vợ chồng Hà Khánh đang đi mua sắm, một mũi trinh sát nhanh chóng tiến vào chợ, bịt kín lối thoát thân của các đối tượng. Mũi thứ hai luôn qua các gian hàng áp sát đôi này đang chăm chú mua đồ vừa ngẩng lên Hà Bá tê nhìn thấy một vài gương mặt rất đỗi quen thuộc của đội h 88 dù trong tình trạng khác nhưng người thị buông thõng bất lực chịu trói nguyễn thị hà cùng chồng bị đội h 88 vòng cảnh sát hình sự công an thành phố bắt ngay tại vùng đất cao nguyên lâm đồng để trả giá cho những việc làm sai trái hà Bá tê lĩnh án tử hình nhưng vì có con đúng lúc thì chỉ phải chịu án trung thân năm 2014, Hà ra tù. Vậy mà thì được thời gian ngắn, nữ quái đã phải quay lại nhà giam. lĩnh án trung thân nhưng mà do đang nuôi con nhỏ, lại mắc bệnh, Hà Bát Tây được hưởng sự khoan hồng cho giảm án. Năm 2014, sau hơn 15 năm năm triệu án, ra tù với hai bàn tay trắng, không chồng con, không nhà cửa, Nguyễn Thị Hà thuê trọ ở xã An Đồng, huyện An Dương làm nơi nương thân. Những tưởng bản án cũ cũng như cảnh sống bơ vơ sẽ làm thị thấm, Vậy mà chưa được bao lâu, nữ quái lại tiếp tục rơi vào vòng vây của cái chết trắng. Mới trần nước chân giáo ra tù, Hà Ba Tê đã bắt sóng với những chiến hữu làm ăn phi pháp trước đây. Qua những mối này, thì tiếp tục mở rộng quan hệ, móc nối với nhiều đầu mối mới trên cả nước. Hà Ba Tê còn lôi kéo đội ngũ cửu vạn, vận chuyển, cất giấu ma túy giúp mình. Mỗi đối tượng thực hiện một khâu theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu đường dây. Tất cả đều là đối tượng có tiền án tiền sự, cộm cán ở nhiều tỉnh thành. Từ đây tạo thành đường dây vận chuyển, mua bán mà tuy khép kín. Trong những mối quan hệ làm ăn phi pháp đó, nổi nhất chính là Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1962, ở khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng có hai tiền án đều về tội trộm cắp tài sản. Vốn là kẻ có nhiều mối quan hệ với các đối tượng tay to trong giới buôn bán hàng trắng, Hùng đã tự bình thiết kế một đường dây vận chuyển mua bán trái phép từ các tỉnh biên giới Tây Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển qua cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh sang Trung Quốc tiêu thụ và ngược lại. Khi đến Hải Phòng, qua sự giới thiệu, hắn lập tức bắt tay cùng Hà Ba Tê. Vì đều là những tên tội phạm xưng sò, nhiều lần phải trả giá cho hành vi phạm tội nên chúng rất mà mãnh tinh quái. Để che giấu thân phận, chúng liên tục thay đổi địa bàn, sử dụng nhiều loại phương tiện cũng như luôn thủ sẵn trong đầu các bài để đối phó với lực lượng công an cũng như tàu tán tăng vật và lần trốn một cách nhanh nhất. Dù ma quái đến đầu thì cái tên Hà Ba T cũng như bản thành tích bất hảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lực lượng công an. Chính vì vậy, dù ẩn mình rất kỹ trong từng phi vụ, nhưng những việc làm của Hà Ba T không thể qua mắt được các trinh sát phòng cảnh sát điều tra thành phố về ma túy. Quyết tâm ngăn chặn tội ác của nữ quái, ban chuyên án 615H sớm được thành lập với sự tham gia của lực lượng trinh sát điều tra có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Biết chúng tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy, nhưng nhiều lần đeo bám, trích sát đều không thấy chúng lộ hàng. Đã là án mà túy, không có vật chứng sẽ không thể buộc tội đối phương. Vì thế muốn phá án thành công, bằng mọi cách, phải có được chứng cứ. Điều đó đặt ra bài toán cho lực lượng phá án, phải bắt quả tang đôi bạn này. Thế nhưng để đối phó với hai kẻ quái chiêu này, thật chả dễ dàng gì. Suốt mấy tháng trời, chịu cái nóng hầm hập như thiêu như đốt lên tới 40 độ và cắn răng tình nguyện hiến máu cho mũi ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu hoạt động phạm tội của bộ đôi này. Nhưng nhiều lần tính toán, xuất quân, thấy độ thành công không cao, sợ đánh rắn động rừng, anh em lại lặng lẽ rút về. Cả thời gian dài đã bám đối tượng rong rổi khắp nơi, từ trung tâm thành phố ra đến ngoại thành, rồi ngược lại mà vẫn không phát hiện ra nơi chúng giấu hàng. Ngồi bàn lại, cân nhắc tỉ mỉ từng chi tiết, diễn tiến, ban chuyên án quyết định thay bài. Cuối cùng, sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tìm ra mấu chốt vấn đề, khám phá ra chỗ cất hàng của chúng. Hóa ra, dù thường xuyên đi với nhau, nhưng lúc làm ăn cả hai không xuất hiện cùng lúc, bao giờ cũng là người đến trước kẻ đến sau. Khi chập được với nhau, nhận ra những tín hiệu an toàn, chúng mới khui hàng. Nắm được quy luật đó, một kế hoạch được tung ra, chờ đối tượng xa bẫy. Đầu tháng 6 năm 2015, Hùng liên lạc nói có hai bánh chất lượng kém không bán được, giá 180 triệu đồng một bánh, nhờ Hà xem có chỗ nào mua không thì bán hộ thấy ngon ăn nữ quái nhanh chóng nhận lời vài ngày sau hùng gọi cho hà ba t và hạ giá nếu có ai mua thì bán 140 triệu đồng một bánh đối với nguyễn thị hà việc tìm khách là chuyện nhỏ trong thời gian ngắn thì đã tìm được nhận được tín hiệu của hà hùng lập tức sang hải phòng sự xuất hiện của hùng tại một số điểm trên địa bàn ban chuyên án đã xác định là thời cơ đã đến xuất quân trưa 11 tháng 6 năm 2015 tại thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Lúc xác định vị trí của cả hai, các mũi trinh sát từ nhiều phía bắt đầu áp sát đối tượng. Đánh hơi thấy sự nguy hiểm, biết lộ tẩy, các đối tượng vội vàng vứt bỏ điện thoại đồ hàng xuống con kênh ngay gần đó, hỏng phi tang. Tên Hùng còn liều lĩnh phóng xe vào người trinh sát, rồi phi thân xuống kênh để sang bờ bên kia nhằm tàu thoát. Nhưng ý định đó của hắn mới thực hiện được nửa chừng thì đã bị tóm gọn. Khác hẳn với Hùng, lúc bị bắt, khi nhận ra một người quen từng đưa mình vào trại năm 1999, Đoán trước cái giá đắt sẽ phải trả cho lần này, Hà Ba Tê rất bình tĩnh nói. Tôi biết rồi. Mẹ lừa ấy, bà chuyên án thu giữ tại chỗ 658,59 gram heroin, 11,79 gam ma túy đá và nhiều tăng vật liên quan. Riêng Nguyễn Thị Hà, lần này thì không còn chưa bài nào để sử dụng để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi quá trình vây bắt cũng như là chân dung của bà trùm Hà Ba Tê. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.